Chào tất cả các bạn, hôm nay Tiếng Dung.vn sẽ quay lại với các bạn trong phần quyển hán 2. Và hôm nay chúng ta sẽ xử lý bài 18. Bài 18 thì đầu tiên các bạn sẽ đọc từ mới cùng mình ở trang 27. Các bạn cùng đọc nhé. Su sợ phán chiên choáng chua tử ỉ tử su chia y quầy chiáng sang tì thú sư chia tây lận khoa bạo khơ bẩn, nủ lị, phấn, hoa, hào khát, can trịnh, an trịnh, hoàn. Sau đó chúng ta sẽ đọc bài khóa cùng với nhau. Của tợ phán chiên, căn phòng của tôi. Của chủ, xế sâm su sửa, sư sư lấu. Tôi sống ở tòa nhà số 14, ký túc xá của học sinh. Của tợ phán chiên, sư, 203 hào, căn phòng của tôi là 208. Ủa tờ phán chen lì yếu y chang choáng. Trong căn phòng của tôi có một cái giường. Y chang chua trự, một cái bàn. Lém phá y trự, hai ghế. Khái hiểu y cơ su chia, còn có một cái giá sách. Khứa y cơ y quây và một tủ quần áo. Ủa hiểu khẩn tua su, tôi có rất nhiều sách. Hiểu trung uấn su, có sách tiếng Trung. Dế hiểu tinh uấn su, cũng có cả sách tiếng Anh. Khái hiểu y xịa tinh uấn khoa bạo, còn có một ít họa báo tiếng Anh, khứa in uấn trá chữ và tạp chí tiếng Anh. Của mấy hiểu trung uấn trá chữ, tôi không có tạp chí tiếng Trung. Của khái hiểu y bẩn khan hủy sứ tiện, tôi còn có một quyển từ điển tiếng Hán. Khứa sứ tua bẩn khan hủy khứa bẩn và hơn 10 quyển sách giáo khoa tiếng Hán. Của tờ su tâu su xin tờ, sách của tôi đều là sách mới. Sứ tiện sư chiêu tờ, từ điển là cũ. Sư bẩn sứ điển ú sư ở tờ, quyền từ điển này không phải của tôi. Sư ở chia chia tờ, sư ở chia chia tờ là của chị gái tôi. Phán chiên tờ chém sang yếu lẻm trang thi thú. Trên tường thì có hai bức cái bàn tấm bản đồ. Y trang Trung Quốc thi thú, một tấm bản đồ Trung Quốc. Y trang sư chia thi thú, một tấm bản đồ thế giới. Tuy là đúng vậy. Chiếng sang khái hiểu khẩn thua trao hẹn. Trên tường còn có rất nhiều ảnh. Nhìn mân khác, các bạn nhìn. Chưa trang sửa mân chuyến gia tờ trao hẹn. Đây là bức ảnh của cả gia đình chúng tôi. Chưa sửa ba bà, đây là bố tôi. Mama, mẹ tôi. Chưa cờ sửa tì tì, đây cái này bức ảnh này là của em trai tôi. Của tì tì dễ sư ta xế sâm. Em trai tôi cũng là sinh viên. Chưa trang sửa mân chuyến ban thúng xế tờ chào hẹn, đây là bức ảnh cả gia đình chúng cả lớp chúng tôi. Của mân ban nhiều sứ ba cơ xế sâm, lớp chúng tôi có 18 học sinh. Sứ cơ nữ xế sâm 10 học sinh nữ. Ba cơ nán xế sâm 8 học sinh nam. Nán sâm xảo học sinh nam thì ít, nữ sâm tua học sinh nữ thì nhiều. Của mân tại Bắc Kinh ủy viên Văn khoa Đại học xế xí khan ủy. Chúng tôi học ở trường Đại học Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh. Của mân xế xí tâu khấn nủ lì, chúng tôi đều học rất là chăm chỉ. Chưa sư của tờ lẻm phấn khoa, đây là hai vườn hoa của tôi. Y phấn khoáng tợ, một cái màu vàng. Y phấn khúng tợ, một bồn thì màu đỏ. Hấn hảo khan, rất là đẹp. Hảo khan là dành cho đồ vật. Còn đàn bà đẹp thì là pheo len, đàn ông đẹp thì là xoay. Chúng ta đi tiếp. Của tợ phán chiên cú thai tạ, căn phòng của tôi không được to lắm. Khẩn can trịnh, rất là sạch. Dế khẩn an trịnh, cũng rất là yên tĩnh. Khoan lĩnh mỉ mân, hoan nghênh các bạn lái ủa phán chiên hoán đến căn phòng của tôi chơi. Chúng ta đi tiếp. Su sửa thì có nghĩa là ký túc xá. Phán chiên là căn phòng. Của tợ phán chiên cú thai tạ, căn phòng của tôi không được to lắm. Choáng là giường. Yêu y chăn choáng, có một cái giường. Y chăn chua trự, có một cái bàn. Lém bá ý chữ, hai cái ghế. Lượng từ gì có thể cầm nắm được là bá. Ví dụ y bá phủ chữ một cái búa. Y bá tao chữ một dao. Cứ cầm nắm được là dùng bá. Y bá sản một ô. Chúng ta đi tiếp. Su chia là cái giá sách. Su chia sang, yếu khẩn thua su. Tức là trên giá sách có rất nhiều sách. Y quê lì, yếu khẩn thua y phụ. Trong tủ quần áo có rất nhiều quần áo. Chiáng sang, tức là trên tường. Chiếng sang hiểu sớm mơ, trên tường có cái gì? Ti thú, một tấm bản đồ, y chang ti thú.
Sư chia ti thú bản đồ thế giới. Tây là đúng rồi. Khoa bao họa báo. Ủa chữ mải khoa bao tôi đi mua họa báo. Khơ bẩn là quyển sách giáo khoa. Khăn vì khơ bẩn là sách giáo khoa tiếng Trung. Nủ ly là nỗ lực. Một mất suy xí tâu khấn nủ ly. Chúng tôi học tập rất là nỗ lực. Y phấn khoa một bồn hoa. Hào khan là đẹp. Can trinh là sạch. Ủa tàu phán trên yêu an trinh, yêu can trinh. Căn phòng tôi vừa sạch lại vừa yên tĩnh. Hoàn là chơi. Khoan ý thì vẫn lái hoàn. Hoan nghênh các bạn tới chơi. Sau đây chúng ta chuyển sang phần bài tập. Trang 27. Khây bản, khứa bản. Chi trả, truy trả. Chi đan, trí tiền. Phán trên, pha xét. Trang 28. Chuán chén mình nguyê quang. Ý sư tí sang xoan. Chỉ thấu hoàng minh nguyện. Tí thấu sư cu xiang. Các bạn nhấn vào cái từ gần cuối thì sẽ rất là ok.